Rồi xin chào cả nhà ha, xin chào tất cả mọi người ha. Coi nè, nhái kêu luôn, nhái kêu luôn. Ừ, đó. Giấc trưa thì chỗ mình gì ha, nó chuyển mưa ở bên này nè. Đang mưa, mới mưa cái đợt luôn. Rồi này, hôm nguyên tỉnh mình chỗ nào cũng có mưa, mưa rất là lớn luôn, mưa âm luôn. Ở nhà mình, ở chỗ mình là dữ lắm nè, coi nè, chuyển mưa đen trời đen đất hết trơn. Mới mưa hồi nãy. Mới mưa hồi nãy cái đầm đây. Đó. Cái chỗ mình quay hôm qua là mình đó đó. Đứng đó quay đó. Đó. Nè. Ồ. Có một hiện tượng vật lý đã xảy ra ở đây nè mọi người. Có phát hiện ra không? Có hiện ra là gì không? Đó, cái chỗ này là cái vùng này nè, phải không? Có những cái mặt hồ, có cái mặt vuông gợn sóng nè, thì trên đây mấy cái cây này nó sẽ phản chiếu xuống đây, thì cái đó gọi là hiện tượng vật lý phản xạ phát tán ha. Đó, nó phản xạ phát tán nè, không nhìn thấy rõ à. Quá trời ha, nó mấy cái đó, mấy cái tảng gồng á, gồng ở vuông á. À, được mắm tùm lum hết nha. Chỗ mình đặc sản của nó chính là cái cây này, đặc trưng ha. Nó đằng đó cũng có một bụi nữa đó ha, nó dùm lại đó, nó cũng có một bụi nữa, nhiều lắm. Mắm nước nè, nè không, mình nói cho mọi người xem cái chỗ cái cây mắm chỗ này nè, chỗ cái mắm, cái tay mình đang chỉ mắm trắng trắng này ha, cây mắm trắng trắng đó đó, là bữa hổm hay lóc sấy hay dân chỗ này nè, nó sấy xuống cây mắm này muốn gãy luôn rồi, nó sấy rồi chỗ này nè, nó sấy rồi chỗ này lên tuốt ở trên đó luôn đó, cái dòi gồng á, rồi nó sấy mà cái lá bọng gì vô nhà tùm lum chưa, sáng mời quét muốn gã cái tay luôn á mọi người ơi. Nắng hay nắng cho cố, vô tới chừng mưa đầu mùa cái bắt đầu vậy, ngộ ha. Là ba rùa luôn nha. Ui. Hello. Ba gùa rồi nhóc hết chưa? Này, đặc biệt là cái này ha. Hòn non bộ của mình nè. Làm thấy đá xếp đẹp không? Cây này cây sen đá nè. À, thấy đá ha. Xếp đẹp ha. Dưới đây còn mấy tảng dưới đây nữa. Gông kêu nóng tùm lum dưới này nè. Hả? Bây giờ mình bỏ nước trên đây cho nó thấm á. Ừ, nhà vệ sinh xây xong rồi ha. Tạm biệt.